em bây giờ là tao rồi ạ, không còn là Tây nữa rồi ạ. Đó, mọi người thấy không, mặt rất Tây nha, gốc Tây nha, nhưng mà lại nói tiếng Việt không hề lớn lớn. Cái thứ hai nữa là dạ em bây giờ em là ta là cho em hết Tây rồi. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi là hiện tại đó thì là về tất cả về những cái giấy tờ của em á là như thế nào, em có căn cước công dân không? Em không, nếu mà để nói về giấy tờ thì em vẫn là quốc tịch Tây Ban Nha. Đúng rồi. Dạ, vâng, tại vì bố mẹ em đều là người Tây Ban Nha, em không có dòng máu Việt nên là rất là khó. Em đã từng rất là nhiều lần em cố xin quốc tịch để có quốc tịch Việt vì em cảm thấy là em không khác gì người Việt Nam rồi, nhưng mà có vẻ là hơi khó nên là thôi em chấp nhận về cái việc là không đi thi hoa hậu được. Nhưng mà tức là em là muốn xin xin quốc tịch là để thi hoa hậu đó hả? Dạ, ngày đã từng là có ước mơ là đi thi hoa hậu, đại diện cho Việt Nam đi thi hoa hậu, nhưng mà bây giờ kiểu không có quốc tịch thì tự nhiên một con Tây là hoa hậu Việt Nam là không hợp lý. Nên là bên trong thì em vẫn là người Việt Nam và em trong đầu em cũng suy nghĩ bằng tiếng Việt ạ, em không còn suy nghĩ bằng tiếng Tây Ban Nha nữa. Ồ dạ, bây giờ thôi, bây giờ em thử nói một câu chào hay là một cái câu gì đó bằng tiếng mẹ đẻ của em. Bienvenidos al programa Gõ Cửa Thăm Nhà. Espero que tengamos un día muy feliz. Chào.